Giúp bố mẹ dạy học cho em, chị gái bất lực toàn tập nhưng khẩu khí không hề nhẹ và câu cuối khiến người xem ngã ngửa vì quá tấu hài. Hẳn là chúng ta chẳng hề xa lạ với cảnh anh chị dạy kèm học cho em trong mỗi gia đình đâu nhở. Thế nhưng ở một gia đình nọ, cũng là kèm em học đấy, cũng là sự kiềm chế đầy bất lực đấy. Mà sao câu cuối nó lạ lắm. Sự bất lực của chị gái gói gọn trong câu cuối. Còn ai thì người đó dạy đi, dù sao con dạy cũng không nổi nữa, khiến người xem vừa thương vừa buồn cười. Cộng đồng mạng thì gật đầu lia lịa vì nhìn thấy chính hình ảnh của mình trong đó. Đây chính là tôi mỗi lần dạy em học, bất lực đến cạn lời. Dạy mấy đứa nhỏ học là một điều rất đáng sợ nha, đến bố mẹ còn muốn trốn nữa là chị gái như tôi. Câu cuối cảm động quá à, khiến anh bố có nói được gì đâu. Khán giả của Tám TV từng có trải nghiệm như thế này chưa? Cùng chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe để ủng hộ thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.